Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2021 và bàn giao chức danh Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký quy chế phối hợp hoạt động trên 4 lĩnh vực, gồm công tác thông tin tuyên truyền, công tác vận động phối hợp tổ chức các hoạt động, công tác đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức và tham mưu đề xuất kiến nghị với tỉnh về hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp. Sau hơn một năm thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước của tỉnh đến với các doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục người lao động trong các doanh nghiệp tích cực sáng tạo, có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó với doanh nghiệp. Thường xuyên nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tư tưởng của người lao động để đề xuất kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Thường xuyên phối hợp cho công tác vận động, phối hợp tổ chức các hoạt động, nhất là hoạt động thăm hỏi động viên doanh nghiệp và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức, qua đó góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Trong công tác tham mưu đề xuất, Đảng ủy khối và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tham gia xây dựng sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách của tỉnh nhằm hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp và giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh đối với doanh nghiệp. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cùng chứng kiến lễ bàn giao chức danh Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, bà Bùi Thị Sửu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021, thay ông Trần Công Bình được nghỉ chế độ nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội có kết quả đánh giá, đến nay có 1 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm, 3 chỉ tiêu hoàn thành trên 90% kế hoạch, 7 chỉ tiêu hoàn thành trên 70% kế hoạch. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng 9 tháng năm 2021 của tỉnh đạt 6,62%, đứng thứ 2 trong khu vực, dự kiến cả năm đạt 7,03%. Đây là con số hết sức ấn tượng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Ghi nhận đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị thời gian tới, hai đơn vị cần xác định nhiệm vụ ưu tiên số 1 hiện nay là chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa và các lĩnh vực đời sống xã hội, quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn. Đảng ủy khối, Hiệp hội Doanh nghiệp, các doanh nghiệp, doanh nhân phải đồng hành với tỉnh trong công tác phòng chống dịch, đồng thời xây dựng chương trình, nội dung phối hợp trong thời gian tới phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả vì lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người lao động. Phối hợp triển khai kế hoạch số 234 của Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai nghị quyết số 128 của Chính phủ, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ triển khai kịp thời đầy đủ chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, Yên Bái cùng cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 và phong trào thi đua xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập trong các thành viên và các doanh nghiệp trong khối. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các đơn vị tiếp tục động viên các doanh nghiệp tập trung cao độ, nỗ lực tối đa cho giai đoạn nước rút, thực hiện thắng lợi toàn diện vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động, tăng cường kết nối thông tin cung cầu lao động, tư vấn giải quyết việc làm, nhất là người lao động bị mất việc làm trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng chí Trần Huy Tuấn mong muốn sau khi được kiện toàn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh, trở thành mái nhà chung cho các doanh nghiệp phát triển.